Đẹp luôn anh chị ơi, đời 2015 anh chị, phông dán đẹp, 454 giỏ mới, sơn xi mới hết rồi. Anh em mình về chỉ việc lên xe là chạy thôi. Để cho anh chị mình xe này chỉ có nhiêu đâu, 285 triệu, còn giảm còn bớt cho nợ bán thiếu giao luôn bù trừ. Mẫu này bên em còn tới 4 năm xe là anh chị tha hồ qua lựa, lái thử, chạy thử với em. Nơi giao lưu cho đỡ mua bán với bà con, có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt nha. Máy dòng số ngon, sơn xi đẹp, dữ lắm đẹp anh chị. Ở sao cứ trước lắm à. Đấy, anh em nhìn nội thất, ngoại thất nè, vô lăng đồng hồ củ số nữa, màn Enduro tất là tập 2 túi khí ABS. Nói chung là xe này rất là đẹp anh chị ha, sơn xi mới, nội thất mới, âm thanh ánh sáng và nhạc quay lạnh đầy đủ, rất là nhiều xe luôn. Anh em mình qua lựa lấy thử chạy thử với em, đừng có ngại ngùng gì hết nha. Có xem là sẽ có bớt cho anh chị mình, anh chị cứ lựa thoải mái lái thử vô tư. Máy xăng máy dầu có đủ hết à, 4 chỗ 5 chỗ đầy đủ hết à. Ở ngoài kia đó là quá trời quá đất luôn, về nhiều lắm anh chị, tha hồ anh chị mình lựa nha. Anh chị quan tâm mẫu nào thì alo cho em qua số 0866 678 971, 0834 33 3371. Em cảm ơn và hẹn gặp anh em mình ở những clip tiếp theo nha.